năm về trước thì thầy cũng có đến đây để đưa cụ đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thì trong thời gian đó thì dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và tại Nhân Trạch thì cũng chưa có phát mấy. Tuy nhiên thì đến thứ hai và thứ ba trở lên thì bắt đầu dịch bệnh các nơi bắt đầu bùng phát. Do đó thì tất cả các con cháu không về tham dự được tất cả các cái lễ quan trọng nhất 21 ngày và 49 ngày. Thì khi mà qua cái lời di huấn của thầy con để lại cho tất cả con cháu thì thầy cũng xin có vài lời xin nhắc nhở rằng, thứ nhất, lúc sanh tiền thì phụ ông cũng được là một người cha mà suốt cả 70 năm hiền hộ trên cõi ta bà này để nuôi đàn con đàn cháu cho đến ngày và giữ lại một cái gia tộc họ Đào mà quý vị cũng đã biết ngôi nhà mà quý vị đang về để mà quý vị xuống cõi, thì ngôi nhà này có hiền hộ trên mặt. Nhưng mà đời thì vô thường, sanh diệt thì biến diệt, vạn vật trên vũ trụ này đều do định luật vô thường chi phối. Trên không gian và thời gian, ngôi nhà này tồn tại trên 100 năm, nhưng sau 100 năm cũng vì vô thường mà chi phối, do đó ngôi nhà này cũng phải khôi phục lại để không bị coi như là tàn phá của thời gian. Thì cụ ông 99 năm, tức là cụ ông cũng đã sống 70 năm trong cuộc đời trong quả ta bà này rất là vất vả của con cháu rồi. Thì kể từ khi mà cụ mất, trước khi cụ mất thì cụ vẫn còn minh mẫn, cụ viết lại những dòng chữ rất là đầm, tức là có nghĩa rằng là cụ đã biết một đời không có gì là mãi mãi cả, nhưng cụ dành tất cả con cháu là đi như thế nào để đứt lại cho con cháu, đó là cái cốt lõi của mình mong muốn. Vì sao như vậy? Vì cụ biết là tất cả các tiền tài của vật không có gì mà đem theo. Ngay khi cụ mất thì cụ phục nước ngay áo, cụ xả bỏ đi cũng không gì mà đem theo. Thì thế thì hôm nay cụ đã mạng phần như vậy là một năm. Thì thế thì thầy xin có vài lời qua cái di huấn của cụ. Thì đây là cái tâm huyết của cụ, gia đình cố gắng anh trên bạc của cụ nghe quý bảo trên hồn trên phụ nữ đi yêu thương và đầm bọc để mà coi như là cố gắng xây dựng. Hàng năm đến ngày cụ nhổ cụ nhổ bà thì tất cả các anh em dù ở xa hay gần thì mình cũng phải cố gắng trở về những nơi gia tộc đó để chúng ta hương khói và chúng ta hương cơm cho bà mẹ. Đó là cách nhìn làm được như vậy thì cái thế hệ sau thì mới có thể noi theo những cái gương hiếu hạnh của một người cha mẹ mình để mà cho con. Tại vì bây giờ xã hội băng hòa, đạo đức xói mòn, với cái sự phát triển của đạo đức mà sự phát triển của xã hội từ nào đi chăng nữa thì đạo đức sẽ bị xói mòn từ đó, do cái tập ở bên ngoài làm cho đạo đức bị xói mòn. Hiện nay quý vị được biết là hiện nay ở xã hội thì quý vị thấy là cha có thể giết con có thể giết cha, mẹ có thể giết con có thể giết mẹ, bà có thể giết cháu có thể giết bà. Nói chung là một cái xã hội phức tạp như thế thì đạo đức bị xói mòn. Do đó cụ ông đã nhìn nhận trước được xã hội, cho nên cụ ông di huấn lại những gì mặc dù dòng chữ ngắn ngủi nhưng đó là một tâm huyết của cụ ông. Vì vậy cụ ông mất cũng là một cái điều đáng buồn cho gia đình,
Nhưng theo thầy nghĩ là cụ ông ra đi rất là nhẹ nhàng thanh lạc, vì cụ ông rất có phước vô cùng, sống được 99 tuổi là một cái tuổi thường thọ, không ai có thể cảm cái tuổi đó được. Vì vậy cụ ông mất mà mất trước dịch thì đó là một điều rất là hạnh phúc đất cho gia đình. Có những người mất trong cái thời dịch mà không lấy được xác, thậm chí mất cụ cốt về thì không biết cụ cốt đó có phải cụ cốt của người chúng mình hay không. Do đó quý vị thấy là hiện nay quá nhiều người thấy thì là quý vị được có ngày hôm nay cũng là một điều phước đức vô cùng rồi. Cụ ông mất trong thời gian đó cũng là một điều phước đức vô cùng trong tất cả các con cháu, vì quý vị cũng đã gặp được ông cụ trong giờ phút ông cụ năm chung. Chẳng may qua quý vị không được gặp 21 ngày 49 ngày thì cũng đó là cái do nhân duyên mà thôi. Nhưng thầy tin tưởng rằng những thức mà thầy để cầu xin cho cụ ông thì tin tưởng rằng cụ ông sẽ thắp sanh về cho thiên đàng lại. Vì cụ là hiểu được Phật pháp, cho nên cụ có viết ở trong kinh là chúng ta nên hướng về trời Phật. Là một cái vị mà gọi là cảm giác ngộ hoàn toàn, nương theo Phật và nương theo pháp của Vô Lượng Tăng. Cho nên trong cảnh thầy quy y, quy là quay về, y là nương tựa, mặc dầu cùng có pháp danh đó, nhưng dù sao nhắc được cùng quên đi những cái gì mà hiện hữu cùng quy y, cho nên cũng không nhớ được. Cho nên thầy nhắc được là cùng quy y tức là quy tức là quay về, y tức là nương tựa, nương tựa vào Phật pháp tăng. Không nên quy y mà không nên nương vào thiên thần và quỷ vật, vì thiên thần quỷ vật còn bị đọa, cho nên là không bị đọa vào địa ngục là bị đọa xuống sanh tử. Nếu như cụ thác sanh trở về một thế giới an lạc, mà tốt nhất hơn nữa là trở thành quả trời quả Phật, mà nếu như không trở thành quả trời quả Phật thì cụ trở thành một cái người đào thai, trở thành cái người để sống trở lại nhân gian để hành trì tiếp tục. Và điều hôm nay thì thầy cũng xin nhắc nhở cụ như thế này, có lẽ người cụ cũng có một cái tình thâm với một cái người bạn đời của mình, cho đến khi cụ mất thì cụ vẫn có những cái lưu luyến lại những cái gì mà cụ hiện hữu nhớ. Khi mà năm 1996 cụ bà mất thì cụ cũng cố lại và hấp thụ vào cho đến khi mà cụ cũng chuẩn bị mặt thôi, có một mặt những dòng chữ như vậy. Nhưng mà thôi thầy khuyên cụ như thế này, cụ đã biết Phật pháp rồi ấy, thì dù hương linh tức là người bạn của mình mất chú mục kể cạnh một bên thì chưa chắc mình đã gặp được, vì nghiệp của mỗi chúng sanh mỗi người khác nhau, không thể ai có thể chết rồi gặp nhau lại được cả, vì nghiệp của bà cụ khác mà nghiệp của ông cũng khác. Thế thì chúng ta cầu như thế nào để vãng sanh về thế giới cực lạc thôi. Còn nếu như mà chúng ta mà nguyện để sau này hai vợ chồng gặp lại thì cái đó là nó về ái, mà ái thì không thể nào siêu thoát được về thế giới an lạc được. Cho nên cụ nguyện là sẽ chôn cạnh cả cạnh người bạn đời cùng để mà từng giữ nhau. Thì thầy xin khuyên cụ là khi cụ mất rồi chắc chắn cụ gần cụ đó, nhưng mà cụ chưa chắc cụ gặp được cụ bạn. Thì thôi thì bây giờ hôm nay là cái thức mà gọi là cái ngày mà coi như là giác ngắn cuối cùng, thì thầy có cái tâm tất tất tâm linh để mà cầu xin cho cụ. Thì thôi thì cụ xả bỏ để cụ trở về tất cả các con cháu nghe lại những lời chi huấn của cụ ông, cố gắng thực hành cho thật tốt, đó là cái tâm nguyện của cụ. Vậy thì để trước khi mà vào cái cũ quý vị xoay lại để tiếp tục là Nam Mô Thiên Nhân Đạo Sư.